Xin chào các bạn, mình là Nghĩa Viettel. Clip hôm nay mình sẽ mang đến một tin vui cho tất cả các bạn đang sử dụng SIM trả trước của Viettel. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2021, áp dụng đến 15 tháng 2 năm 2022, tất cả các SIM đang sử dụng các gói cước V70C, V90C, V120C, V120, V120Z, V120N và V200C khi đăng ký chu kỳ 6 tháng sẽ được tặng thêm 2 tháng và đăng ký chu kỳ 12 tháng sẽ được tặng thêm 4 tháng. Rất là ưu đãi đó các bạn ạ. Mình sẽ tính qua cho các bạn xem nhé. Với gói V120 bình thường là 1 tháng các bạn sẽ mất 120.000, sẽ được ưu đãi miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, 1 tháng có thêm 50 phút ngoại mạng và mỗi ngày có 2GB data. Đăng ký chu kỳ 6 tháng các bạn sẽ mất 720.000. Trước đây các bạn sẽ không được tặng tháng nào. Và kể từ thời điểm này các bạn được tặng thêm 2 tháng, tức là 720.000 và sử dụng trong 8 tháng. Tính ra trung bình 1 tháng các bạn chỉ mất 90.000 thôi các bạn nhé. Để đăng ký tất cả các gói cước chu kỳ 6 tháng, các bạn soạn cú pháp như sau giúp mình. Mình chỉ ví dụ với gói cước V120 thôi các bạn nhé. Đó là gói cước tên gọi 6V120. Thì các bạn soạn tin nhắn như sau. Tài khoản của các bạn phải đủ 720.000 các bạn nhé. Các bạn soạn tin giúp mình 6V120 dấu cách 0981208208 gửi 9123. Và với gói 12 tháng V120 hay có tên gọi là 12V120 thì các bạn cũng soạn tương tự, đó là 12V120 dấu cách 0981208208 gửi 9123. Với các gói cước khác cũng vậy các bạn nhé, các bạn chỉ cần thay tên gói cước vào đầu và cú pháp giúp mình thôi. Đây là chỉ là một trong số các cách đăng ký và cách này vừa giúp các bạn đăng ký nhanh vừa giúp mình có chỉ tiêu giới thiệu khách hàng. Cảm ơn các bạn rất nhiều nếu các bạn làm theo cách mà mình hướng dẫn. Ngoài ra các bạn nhé, khi các bạn tự đăng ký thì khuyến mại của Viettel là tặng thêm cho các bạn 2 tháng với chu kỳ 6 tháng và tặng thêm 4 tháng với chu kỳ 12. Thì ngoài ra Nghĩa Viettel sẽ tặng thêm khuyến mại riêng cho các bạn. Và cụ thể chi tiết thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình nhé. Các bạn hãy để lại comment hoặc gọi cho mình, nhắn tin cho mình. Số điện thoại 0981208208. Tìm số điện thoại này cũng ra Facebook và Zalo của mình các bạn nhé. Nghĩa Viettel hỗ trợ tất cả các dịch vụ của Viettel như lắp đặt internet truyền hình, gia hạn cước đóng trước internet truyền hình, đăng ký các gói khuyến mại trên SIM đang dùng như V120, V120N, UMAX 50N, vân vân. Chuyển đổi SIM trả trước sang SIM trả sau. Nếu thấy clip của mình hữu ích, làm ơn cho mình xin một lượt like, comment, chia sẻ hoặc đăng ký kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.